Chân đọc chào quý đầu tư và anh chị em về lại kênh bất sản việt ngày hôm nay hôm nay em chia sẻ với anh chị một miếng đất nền nằm ở mặt tiền đường nhựa nha anh chị đường nhựa này là cho xe tải khoảng 3 tấn rưỡi lưu thông nha anh chị cái đường này là kia còn đường lê thị còn à đường này di chuyển thẳng đường này á là khoảng 300 m nữa sẽ đụng tới đường Nam Kỳ Khơi Nghĩa. Ra đó một bẻo trái lắm là khoảng 500 m nữa là đụng tới quốc lộ A. ra đó thì mình phải phải về hướng chợ Long Định nha anh chị. Là khoảng di chuyển từ cái vị trí em đứng đây nè tới chợ Long Định là khoảng là 2 km ha. Còn cách ở trung tâm thành phố Mỹ Tho là di chuyển khoảng 9 km cây số nha anh chị. Đây, em quay quay đất cho anh chị xem ha. Ở đây thì nhà cửa khá là đông nha anh chị. Kế bên cái miếng đất mình nó có một cái giường kiển anh chị. Đây, từ cái trụ bê tông này anh chị ha. Có cái trụ này ha. Đó, sâu vô là 57 mét nha anh chị. Còn cái mặt tiền đường nhựa mình á là 6 mét thôi. À, cũng nhà diện tích thì cũng khá gọn gàng ha. Diện tích này nhỏ thôi anh chị ha đất mình cũng tương đối là bằng phẳng nha anh chị, thấp hơn đường nhựa xíu thôi, chứ không có thấp nhiều nha. Đây, miếng đất mình khá đẹp anh chị ha, ta vừa đủ cất căn nhà ha phía sau mình trồng à, cây ăn trái anh chị ha. Trên đất mình thì có vài cây chuối và cây dừa thôi anh chị, Nhưng ngoài ra không có cây ăn trái gì hết nha anh chị. Cái hướng đất mình á là hướng đây là hướng nam nha. À, vị trí em đứng quay ở đây đó là ở ấp Trung, à, xã Long Định huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nếu mà anh chị cô chú nào ở Sài Gòn á thì di chuyển về đây xe ô tô à, xe tải à, được nha anh chị. Di chuyển khoảng là 60 cây số là tới vị trí đất mình nha. Còn cái hướng à, trước màn hình này anh chị làm di chuyển khoảng là 1 km nữa sẽ đụng tới đường huyện 33. về trái đó là lên đường dẫn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Còn về phải là về chợ Dầm Dứa, ra quốc lộ A à, nha anh chị đây đường xá rất là thuận tiện ha anh chị đi à, Sài Gòn hay là ở thành phố Mỹ Tho á, di chuyển lên đây á, thì rất là thuận tiện ha Nó nằm cùng chiều ta phải mình luôn anh chị đó, tới, tới chỗ mà đường Nam Kỳ Hiến Nghĩa mình về phải vô à, tới đất mình luôn á, là khoảng là 800m đổ lại ha khá là gần nha anh chị còn nếu không đó anh đi chợ dòng dứa là vô đây hơi xa hơn nha là khoảng là 2km tức nhỡ mình có một cái kinh tiêu nữa anh chị đây thấy nước ra vô rất là thông thoáng anh chị ha cái kinh tiêu này là khoảng là ba mét nha anh chị cái kinh tiêu này di chuyển ra sông Nguyễn Tấn Thành anh chị là khoảng là hai cây rưỡi số nha đây đường xã rất là rộng rãi ha hiện tại thì cũng mùa dịch dân đi cũng khá là ít nha anh chị với cái đường này thì cũng là trục chính à, liên thông về xã Tâm Hiệp về xã Long Định đó về Tân Phước cũng được đó, rất là nhiều đường đi nha anh chị rồi, không để mất thời gian của anh chị và cô chú nó tiến sâu vô đất đây đang quay cụ thể từng chi tiết để cho anh chị nắm rõ hơn ha đây hiện tại em đang quay bữa trưa trời cũng khá là nắng nha anh chị ha trên đất mình thì anh chị thấy không không có ao hay là mương gì hết nha anh chị đất mình nào bằng phẳng ha nó thấp hơn đường nhựa một xíu thôi đây cái từ bê tông này anh chị thấy không dài vô cuối đất luôn là có ranh giới hết anh chị cái này gia chủ chưa có kéo lưới rào gì hết anh chị đây có một số cái chuối thôi ha chuối già chuối sim và một số cây dừa thôi đất mình là đất cây lâu năm nha anh chị anh thị hợp phong thủy coi nhà cửa xây nhà thì ở đây là hướng nam nha anh chị đây có một số cây dừa trái rất là sai nha anh chị chiều sâu mình là khá sâu ha là sâu nó khoảng là 57 mét anh chị còn cái mặt tiền nhựa mình á chỉ có 6 mét thôi à để quay lên cây dừa cho anh chị xem mà trái rất là sai ha cái đường trước cái đất mình nó chị là đường nhựa là cho xe tải là lưu thông là ba tấn rưỡi anh chị ở ngoài đầu đường á nó có để à, đường này là khi bằng đường lê thị còn Đó, cho xe ba tấn rưỡi lưu thông ha đây từ cái bí cái dừa mà anh chị qua bên đây ha là 6 mét nha anh chị nếu mà anh chị chợ đây là gần nhất là chợ là Long Định nha anh chị hay nữa là chợ dùng dứa đó thì rất là thuận tiện ha mình chạy xe khoảng là 5 phút là tới rồi ở đó thì có trường học nè ngân hàng à, thế giới động quà nhiều tiện ích khác nha anh chị anh chị về đây cắt cái nhà nho nhỏ ở phía sau mình cải tạo làm giường ha quá là tuyệt vời anh chị ha khu này thì rất là mát mẻ thì anh chị có xe ô tô thì mình đậu vô tới nhà mình luôn tại trước cái đất mình á, là đường nhựa à, khoảng ba mét rưỡi ha đường nhựa cũng nhỏ thôi chứ không có lớn nha anh chị thầy vừa trái rất là sai anh chị vị trí đất ở đây là ở ấp trung xã long định huyện châu thành tỉnh tiền giang nha anh chị với diện tích là 6 m à, sâu vô là 57 m nha. Gia chủ ký gửi giá bán là 820 triệu nha anh chị giá này gia chủ còn thương lượng ha. thì giấy tờ á, thì hiện tại đang nằm ở nhà, không có thế chấp hay cầm cố ngân hàng gì hết anh chị. nếu mà anh chị thương lượng được cái giá hợp lý á thì mình khỏi đặt cọc, mình ra chứng luôn cũng được nha. rất là thuận tiện cho anh chị ha. thì em nói cũng gõ thông tin chính xác để cho anh chị nắm. nếu anh chị ở xa mình cũng biết được ha. Wow chuối anh chị ha. này chuối già đây có mấy mấy cây chuối này chuối sim anh chị nó có còn hai buồng switch sim từ cái vị trí đất mình á đường nhựa anh chị di chuyển ra đường nam kỳ khi nghĩa chỉ có 300 m thôi anh chị rất là gần nha còn cách đường huyện à, 33 là 1 km đây đất mình bằng phẳng anh chị ha thấp hơn đường nhựa xíu thôi trên đất mình thì không có ao hồ gì hết anh chị bên tay phải anh chị ha có trụ bê tông đó là ranh giới ha của đất mình anh chị còn kế bên à, có hai cái mã là cái đó là đất của người ta nha anh chị chứ không phải là đất của mình nha đất mình là từ cái tụ bê tông cao á là đổ ngược qua bên đây bên trái đó phía sau cái đuôi đất mình thì có hai cái mã bên tay phải nha anh chị là đất của gia chủ kế bên nha rồi em tiến sâu về cuối cái ranh giới em chỉ cho anh chị nắm rõ hơn nha đây em đã tới cuối ganh đất này anh chị nha đây từ cái tụ bê tông này anh chị ha đây là cuối ganh đất mình đây phía sau đuôi đất mình thì kế bên đất mình thì có hai cái mã của chủ kế bên nha anh chị không phải là đất mình nha đất mình thì sạch sẽ không có màu mã gì hết nha anh chị em quay gõ cụ thể chi tiết để cho anh chị nắm à, rõ ha thầy hiện tại em đang đứng cuối ganh đất nè anh chị em quay lên cho anh chị xem nè à, bác sĩ Đức Việt cũng à, nhận ký gửi mua bán nhà đất nếu anh chị cô chú nào có nhu cầu à, bán đất công đất nền nhà ở thì liên hệ bên em ha để bên em lấy thông tin à, bán nhanh dùm cho anh chị và quý đầu tư và cũng mong anh chị và cô chú cũng like và chia sẻ giúp em để bên em có động lực à, quay những video mới gửi đến anh chị và cô chú để mình mua theo nhu cầu của mình như các nhà ở hay là mua đất để làm giường hay là nhiều mục đích khác nha anh chị qua wow, đất mình cũng cao gáo anh chị ha về thì mình khỏi sân lấp gì hết anh chị nếu mà anh chị có các cái nhà thì mình cuốn nền ở phía trên cái gần đường nhựa Đó, mình cất cái nhà lên còn phía sau anh chị cũng thấy là tương đối là bằng phẳng ha không có ao hồ gì hết không có chiếm diện tích đất nha anh chị đất mình khá đẹp ha em xin nhắc lại là cái giá gia chủ ký gửi á là 820 triệu nha anh chị. Giá này còn thương lượng chính chủ nha. Giấy tờ á thì gia chủ sẽ bao trọn gói hết cho mình. Hiện tại là cái sổ đất này là sổ hồng nha anh chị. Đất mình là đất cây lâu năm ha. Nếu mà anh chị có nhu cầu lên thổ cư á, thì bên em hỗ trợ cho anh chị lên thổ cư. Thầy chị thấy không? Đất mình không có ao hồ gì hết. Rất là đẹp ha. Sạch sẽ không có màu mã gì hết về đây mà mình cất cái nhà thì rất là gọn ở đây anh chị ha diện tích đây cũng 6 m cũng rất là gọn rồi để cho anh chị cắt cái nhà phía sau mình cải tạo mình làm giường nha anh chị rồi đến đây em kết thúc video à quý đầu tư và anh chị nào quan tâm cái miếng đất nền này thì liên hệ bên em ha để bên em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương cái giá hợp lý để mình mua nhanh chạy à bác sản đối việc xin chào và gặp lại ở phần video tiếp theo xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi